Good morning, guys. I'm very excited to see you again. Today, we continue Unit 9, Workbook. Okay, before we do the exercise in Workbook, we review some words. Now, let's start. Okay, you listen and repeat. Skirt. Scarf, jeans, boots, shirt. Okay, once more time. Skirt, jeans, boots, shirt, scarf. Okay, now we've moved some exercise. Unscramble words. Là sắp xếp chữ ha. Example. Ở ví dụ người ta cho con từ chữ cái là O H T. Thì con nhìn con sẽ sắp xếp được chữ gì nè con? Rất dễ dàng, chúng ta sắp xếp được chữ hot. Và đây là năm chữ ha. Đây là năm chữ mà ở bài trước mình đã học rồi. Bây giờ các con nhìn chữ và sắp xếp lại thành một từ đúng cho cô nhé. Thật cẩn thận khi làm bài nha con. Các con sẽ làm bài tập này vào vở cho cô. Okay, continue. You do exercise in workbook. Now open workbook page 60. Bây giờ các con sẽ lật sách bài tập trang 60 ha. Now look at exercise 1. Number the picture. Đánh số, nhìn hình và đánh số. Con nhìn vào cột bên phải cho cô. Năm số tương ứng với năm từ. Và ở bên trái là cậu bé và cô bé. Con nhìn ở ví dụ đầu tiên, người ta cho chữ skirt. Thì nhìn vào hình thì con dễ dàng đánh được chữ skirt ở ngay váy của cô bé. Được chưa nào? Ví dụ số 2, người ta cho chữ scarf. Scarf là gì vậy con? Scarf là khăn choàng. Và con tìm hình khăn choàng, con đánh vào number 2. Được không nào? Okay. Exercise 2. Write a check, tick or a cross. Có nghĩa là đánh dấu tick hoặc là dấu chéo. Khi các con nhìn vào hình, đọc chữ, nếu đúng với dòng chữ đã cho thì các con sẽ đánh dấu tích. Nếu không đúng, các con sẽ đánh dấu chéo. Con nhìn vào ví dụ đầu tiên. Bạn nhìn vào hình ha. What are these? Đó là cái gì vậy con? These are clothes. Đúng rồi. Đó chính là găng tay. Thì ở dòng chữ người ta cho là these are clothes. Chính xác ha. Nếu vậy thì các con sẽ đánh dấu tick. Được chưa nào? Với những ví dụ tiếp theo, các con hãy nhìn hình và nhìn dòng chữ người ta cho thật cẩn thận. Sau đó đánh dấu tick hoặc là đánh dấu chéo vào bài cho cô. Được chưa nào? Rồi, bài học hôm nay là kết thúc. Hẹn gặp lại các con vào bài học ngày thứ năm nhé. Chúc các con học thật tốt. Goodbye.